vì một tương lai tươi sáng, một tương lai sẽ không còn hiện hữu bóng dáng những đứa trẻ lang thang trên đường phố. Những mảnh đời bất hạnh sẽ không còn phải chịu cóng, chịu rét, sẽ không còn lo âu để tìm kiếm cái ăn, cái mặc, mà tương lai những đứa trẻ ấy sẽ được sống trong sự bao bọc che chở của vòng tay mẹ cha. Thông điệp ấy chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình tác phẩm mới hôm nay qua tác phẩm Lặng Trôi của tác giả trẻ Vũ Trọng Long. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Xin chào tác giả Vũ Trọng Long. Là một tác giả trẻ và cũng là lần đầu tiên bạn sáng tác ca khúc. Vậy thì tại sao bạn lại lựa chọn một cái chủ đề mang tính chất xã hội như vậy? Và bắt nguồn từ những cảm xúc nào đã khiến cho bạn viết nên ca khúc Lặng Trôi? Lặng Trôi là một ca khúc của tôi viết về chủ đề trẻ em. Nhân vật trong câu chuyện đó chính là cá nhân tôi. Và tôi viết ca khúc này khi bố tôi vừa mất được một tháng. Và từ lúc mà phát hiện căn bệnh đến lúc bố tôi mất thì quãng thời gian đó chỉ kéo dài trong vòng 20 ngày thôi. Và tôi bị hụt hẫng rất là nhiều và không đủ thời gian để chuẩn bị cho cái cú sốc đấy. Và cho đến khi mà tôi ra ngoài Hà Nội học ôn thi Nhạc viện Hà Nội thì cái không khí khi mà mình ở một mình xa nhà, tôi không ngủ được, tôi nhớ về bố tôi và tôi viết ca khúc này trong những cái ngày mùa đông đấy. Cho em tôi những ước mơ được sống yên bình trong tình thương của mẹ, trong hơi ấm tình cha. Cho em tôi những khát khao cháy bỏng mỗi khi sớm thức dậy, vòng tay cha sẽ kề bên. Vẫn biết hy vọng luôn chỉ như một giấc mơ, yêu thương kia quay về chốn sâu đau. Một bình minh mang ngàn tia nắng tới, chiếu sáng suốt cuộc đời, để cho em thơ được sống những tháng ngày đẹp. Khoảng thời gian qua là nỗi đau triền miên, từng đêm ra cho em tôi được mãi hy vọng. Vòng tay cha mang hạnh phúc đơn giản, sưởi ấm con tim con thơ. Cái tên gọi Lặng Trôi nghe có vẻ già dặn hơn rất nhiều so với lứa tuổi của bạn. Vậy thì tại sao bạn lại lựa chọn cái tên gọi này cho ca khúc của mình? Tôi luôn mong ước những cái điều rất là yên bình trong cuộc sống của mình sau này. Và tôi vẫn luôn hy vọng về cái tình thương đó nó sẽ luôn dõi theo tôi trong suốt quãng đời còn lại. Trong cái bài hát của tôi thì có một đoạn, đấy là một cái đoạn mà tôi khát vọng sẽ có một ngày mang đến bao bình yên. Và giấc mơ nào thì nó yên êm đềm như bao ánh dương phía cuối chân trời. Một lời ru ấm áp đêm từng đêm. Tôi luôn muốn có cái những lời ru đấy. Mặc dù mình đã lớn rồi nhưng vẫn luôn cần khát vọng có được một cái sự quan tâm từ ba mẹ mình. Ví dụ tôi muốn hạnh phúc với cha tôi, chụp một bức ảnh nhưng mà ba cha tôi mất rồi chẳng hạn, thì tôi không còn được thể hiện cái hạnh phúc đấy ra ngoài. Nên là tôi chỉ mong muốn là có những cái hạnh phúc mà nó lặng trôi, và cái lặng trôi đấy chính là những cái tình cảm của ba mình luôn dõi theo mình trong cái quãng đời còn lại. Thông qua ca khúc Lặng Trôi thì bạn mong muốn gửi gắm những cái thông điệp gì tới những người cùng trang lứa với bạn, cũng như là những khán giả đang lắng nghe ca khúc này của bạn? Qua bài hát này thì cái thông điệp mà tôi muốn gửi đến, có những cái sự mất mát, những cái đau thương rồi cũng sẽ qua đi. Thời gian nó sẽ chữa lành những cái vết thương đấy. Và chúng ta luôn phải hướng đến một cái cuộc sống mà nó mới hơn, một cuộc sống nó đẹp hơn, và mình phải làm chủ được cuộc sống. Và tôi cũng luôn hy vọng là những cái người mà thiếu thốn như thế thì họ sẽ được xã hội, bạn bè, anh em luôn luôn giúp đỡ họ. Bởi vì họ đã chịu rất nhiều cái mất mát rồi, họ đã không được đầy đủ như những người khác, thì họ cần những cái tình thương từ xã hội. Cái điều đấy nó rất là ý nghĩa đối với họ, và họ rất cần điều đấy.
trong tình thương của mẹ, trong hơi ấm tình cha. Cho em tôi những khát khao cháy bỏng. Mỗi khi sớm thức dậy, vòng tay cha sẽ kề bên. Vẫn biết hy vọng luôn chỉ như một giấc mơ, yêu thương kia quay về chốn sâu đau. Một bình minh mang ngàn tia nắng tới, chiếu sáng suốt cuộc đời, để cho em thơ được sống những tháng ngày đẹp. Khoảng thời gian qua là nỗi đau triền miên, từng đêm giá để cho em tôi được mãi hy vọng. Vòng tay cha mang hạnh phúc đơn giản, sưởi ấm con tim con thơ. Bình minh mang ngàn tia nắng tới, chiếu sáng suốt cuộc đời, để cho em thơ được sống những tháng ngày đẹp. Khoảng thời gian qua là nỗi đau triền miên, từng đêm giá lạnh. Các em hãy tin rằng trong cuộc sống nhộn nhịp bon chen này còn không ít những tấm lòng nhân ái luôn hướng về những giá trị cao quý của đời người, sự cảm thông, thấu hiểu và sẵn sàng sẻ chia nỗi đau của những kiếp người lầm than bất hạnh. Âm điệu da diết tràn đầy cảm xúc và chất chứa một nỗi khát khao cháy bỏng của tác giả trẻ Vũ Trọng Long đã dẫn đưa người nghe vào thế giới tuổi thơ, không phải với tình cha nghĩa mẹ, không phải với những câu chuyện cổ tích, mà đó chính là biết bao nỗi cay đắng, xót xa theo năm tháng đã trở nên quá sức trên đôi vai nhỏ bé, gầy yếu, mong manh. Chắc hẳn bất cứ ai khi bắt gặp những hình ảnh đó sẽ không khỏi tư lự, lắng đọng và suy ngẫm cho mình, cho đời và cho cả những số phận kém may mắn ấy.